Thưa quý vị và các bạn, ngày 5 tháng 9 năm 2014, ngày khai giảng chính thức bắt đầu năm học mới 2014-2015. Hiện nay, hầu hết các công tác chuẩn bị cho năm học mới cơ bản đã hoàn thành và tỉnh Tây Ninh đã sẵn sàng cho năm học mới 2014-2015. Tại trường Trung học cơ sở Nguyễn Văn Linh, xã Bình Minh, thành phố Tây Ninh, là một trong những đơn vị được nâng cấp trường lớp để đáp ứng tiêu chí trường chuẩn quốc gia. Ngay từ khi đầu tháng 7, nhà trường cho rà soát lại cơ sở vật chất phục vụ công tác dạy học của nhà trường. Năm học 2014-2015, trường có 11 lớp với tổng số học sinh hơn 400 em. Trong đó, học sinh lớp 6 hơn 120 em, tỷ lệ học sinh đầu cấp ra trường đạt gần 100%. Để phục vụ cho công tác dạy và học được tốt hơn, trường Trung học cơ sở Nguyễn Văn Linh có 11 phòng chức năng như 4 phòng thực hành, 2 phòng máy vi tính, phòng tiếng Anh, phòng mỹ thuật. Trường đã được đầu tư xây dựng về mặt cơ sở vật chất, trang thiết bị thì nó đã góp phần cho cái việc nâng cao chất lượng giảng dạy và học tập của giáo viên và học sinh, tạo được một cái niềm tin cho nhân dân địa phương về cái công tác giáo dục ở địa phương. Ngoài ra, trong năm học này, ngành giáo dục và đào tạo thành phố Tây Ninh tiếp tục thực hiện đổi mới phương pháp dạy và học gắn với đổi mới hình thức trong kiểm tra, thi và đánh giá kết quả học tập đúng theo năng lực của học sinh. Đặc biệt, triển khai mở rộng mô hình dạy học tiếng Việt lớp 1 theo tài liệu công nghệ giáo dục. Đối với thành phố Tây Ninh, thì về cái dạy cái chương trình tiếng Việt công nghệ thì năm nay là năm thứ 2. Thì đến thời điểm này để chuẩn bị cho năm học mới thì đã triển khai ở 8 trường tiểu học trên địa bàn thành phố. Chương trình công nghệ này thì rất bổ ích để cho học sinh học tiếng Việt, để các em dễ tiếp cận vào cái chương trình VN, cái chương trình trường học mới cho cái bắt đầu từ lớp 2 để chuẩn bị đầy đủ các cái điều kiện để các em học tốt cái chương trình của cái VN. Theo báo cáo của Sở Giáo dục và Đào tạo, năm học này tỉnh Tây Ninh có gần 180.000 học sinh, các cấp từ tiểu học đến trung học phổ thông. Kết quả tuyển sinh vào đầu cấp năm học 2014-2015 đạt gần 100%. Trong đó, số trẻ 6 tuổi ra lớp gần 20.000 em đạt 99,9%. Số học sinh tuyển vào lớp 6 trung học cơ sở gần 18.000 em đạt hơn 99%. Học sinh trúng tuyển vào lớp 10 gần 9.500 em đạt trên 80%. Năm học mới 2014-2015, Sở Dục và Đào tạo tỉnh Tây Ninh đã chỉ đạo các trường ráo riết thực hiện các điều kiện về cơ sở vật chất cũng như đội ngũ giáo viên đảm bảo sẵn sàng cho khai giảng năm học mới. Trong 2 năm 2013-2014, tỉnh đã đưa vào sử dụng 1.150 phòng học theo chủ trương xây dựng kiên cố hóa trường lớp và đã đầu tư 23 tỷ mua thiết bị đồ dùng dạy học, đặc biệt là thiết bị phục vụ cho phổ cập mầm non 5 tuổi, đổi mới chương trình giáo dục phổ thông cũng như tăng cường giảng dạy ngoại ngữ. Về đội ngũ giáo viên, nếu tính theo số lượng và chỉ tiêu biên chế, thì hiện nay ngành còn thiếu khoảng 422 giáo viên, trong đó thiếu nhiều nhất là giáo viên mầm non thiếu 234 giáo viên, tiểu học thiếu 117 giáo viên. Ngành đã có kế hoạch để tuyển dụng giáo viên mới trên cơ sở là sinh viên của trường Cao đẳng Sư phạm Tây Ninh ra trường. Là số lượng mà 64 giáo viên ở trung học cơ sở thiếu, cũng như ở trung học phổ thông 11 giáo viên còn thiếu đó, thì không đáng kể lắm. Quan trọng là các hiệu trưởng, các nhà quản lý trường học biết sắp xếp phân công làm sao hợp lý nhất để đảm bảo giáo viên dạy đủ giờ và phát huy được cái hiệu quả trong giảng dạy. Nhìn chung, riêng về cái phần cơ sở vật chất thì có thể nói rằng rất thuận lợi, đảm bảo cho việc triển khai năm học mới thuận lợi nhất. Hiện nay, mọi chuẩn bị cho ngày khai trường đã được ngành hoàn tất. Tất cả đã sẵn sàng đón học sinh vào năm học mới 2014-2015.